Trong thế giới đồng hồ cao cấp, Hublot luôn biết tạo nên những dấu ấn khó quên đối với người dùng của họ. Và mẫu đồng hồ Hublot Spirit of Big Bang Magic Sapphire 42mm 642GX0170RX là một minh chứng hoàn hảo cho điều này. Mẫu đồng hồ này không chỉ còn là một công cụ đo thời gian, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đích thực, đánh dấu bước đột phá trong phong cách thiết kế đồng hồ truyền thống kết hợp với kỹ thuật tinh xảo hiện đại. Mặt đồng hồ thiết kế với kích thước 42mm là một con số hoàn hảo phù hợp cho cả nam và nữ, mang lại sự linh hoạt và tiện dụng cho từng đối tượng. Ngoài ra, thiết kế mặt số theo phong cách skeleton mới lạ cho phép người dùng chiêm ngưỡng trực tiếp vẻ đẹp bên trong cơ chế hoạt động phức tạp và đầy kỹ thuật tinh xảo của đồng hồ. Đây được coi là điểm độc đáo mà không chỉ các tín đồ đồng hồ mà những ai yêu thích công nghệ đều đánh giá rất cao. Đồng hồ được trang bị bởi bộ máy HUB 4700 Sequending, thiết kế để tự cuộn dây nhờ sự chuyển động của cổ tay người đeo. Với sự mềm mại và linh hoạt, dây đeo được làm từ chất liệu cao su đảm bảo cho đồng hồ ôm sát cổ tay, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu ngay cả khi đeo một thời gian dài. Ngoài ra, màu sắc và thiết kế của dây đeo kết hợp cùng bộ vỏ sapphire trong suốt tạo nên một tổng thể đầy hài hòa, ấn tượng và tinh tế, mang lại một diện mạo mới độc đáo nhưng không kém phần sang trọng. Khóa dây đeo có thể điều chỉnh được, đảm bảo an toàn và chắc chắn khi sử dụng, phản ánh sự chú trọng của Hublot tới từng chi tiết nhỏ nhất của đồng hồ. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.